Ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Vietinbank phối hợp cùng Vietinbank Đông Hà Nội đã tổ chức lễ công nhận và gắn biển công trình thanh niên cấp đoàn khối doanh nghiệp trung ương cho phòng kế toán giao dịch của chi nhánh là phòng giao dịch thanh niên kiểu mẫu. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp trung ương, Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietinbank, Đoàn Thị Kiều Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Vietinbank, Lê Thanh Mai, Giám đốc chi nhánh cùng các đồng chí đại diện cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cơ quan Đảng ủy Vietinbank, Đoàn Thanh niên Vietinbank và lãnh đạo Đoàn viên Thanh niên Vietinbank Đông Hà Nội. Phòng kế toán giao dịch là phòng giữ vai trò chiến lược quan trọng của chi nhánh. Hiện nay, phòng có 4 lãnh đạo và 19 cán bộ, với lực lượng chính là đoàn viên, thanh niên. Cán bộ phòng kế toán giao dịch luôn chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đưa ra nhiều đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo để đưa ra những biện pháp cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Tú ghi nhận và biểu dương công trình ý nghĩa này của Vietinbank Đông Hà Nội. Cùng với đó, Đoàn khối doanh nghiệp trung ương đánh giá cao những chỉ đạo có hiệu quả, sáng tạo của Đoàn Thanh niên Vietinbank trong việc thúc đẩy phong trào thanh niên, khẳng định sức trẻ, tính tiên phong của thanh niên Vietinbank. Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Kiên Cường mong muốn Đoàn Thanh niên Vietinbank, Ban Giám đốc chi nhánh tiếp tục bám sát, định hướng, có những chỉ đạo cụ thể để phòng giao dịch thanh niên kiểu mẫu, xứng đáng là nơi sức trẻ thanh niên được tỏa sáng. Cũng tại buổi lễ, đại diện Đoàn Thanh niên Vietinbank đã trao giấy khen của Thường vụ Đoàn Thanh niên Vietinbank cho tập thể Đoàn Vietinbank Đông Hà Nội và cá nhân có thành tích trong việc đảm nhận và triển khai công trình thanh niên kiểu mẫu. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.